Chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực sạch và cuộc sống. Hôm nay tôi làm một cái clip ngắn liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì trước mắt các bạn là hai cái trái bí. Cái đầu tiên là trái bí bí đao màu xanh. Cái thứ hai là trái bí rỡ mà đôi khi người ta gọi là bí ngô. Đây. Thì hai cái trái bí này thì một người thân của tôi đã mua ở một cái chợ quê ở Bến Tre, là một cái chợ quê ở một xã luôn á. Nhưng mà đặc biệt là nó đã qua gần hơn 2 tháng rồi mà tới nay nó vẫn chưa hư. Đây. Và các bạn hỏi tại sao là tới nay nó vẫn 2 tháng vẫn còn, là cách đây khoảng 2 tháng tôi đã mang từ ở quê lên hai trái bí này, nhưng mà tình cờ thì do sơ ý tôi bỏ nó trong một cốc nhà. Nhưng mà sau đó tôi thì cũng việc gì công việc tôi quên luôn. Nhưng hôm qua thì tình cờ tôi đem cái giỏ sách để tôi đựng đồ thì tôi phát hiện ra hai trái bí này tới nay vẫn còn. Một người rất là lạ, các bạn này mặc những cái củi nó đã héo rồi. Đây. Nhưng mà cái da nó vẫn còn như trái bí mới 2 ngày qua kia hoặc là trong vài ngày. Thì tôi nghĩ cái hai trái bí này người ta đã dùng cái chất bảo quản để giữ cho nó lâu dài. Thì các bạn biết hiện tại là vấn đề mà cái rau củ quả mà nhiều thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật hay là chất bảo quản rất là nhiều, nhưng mà chất một số rồi bởi thuốc trời nổi mà không hết có một công dụng sử dụng vật, nên là nó tác hại vô cùng đến sức khỏe, đặc biệt là gây bệnh trên tim mạch, huyết áp. Và ta sử dụng cũng sẽ những loại rau củ quả không có cấp dinh dưỡng như thế này. Thì trong thời gian thì chắc chắn nó sẽ có khả năng gây ung thư. Các bạn biết là nó tác hại vô cùng. Và bây giờ các bạn hãy xem tôi mổ xẻ hai trái bí này, sau đó thì xem trong ruộng mình có như thế nào. Trước tiên các bạn hãy xem tôi xẻ cái trái bí đao trước để xem trong ruộng nó như thế nào, để mà trong gần 2 tháng nay thì nó vẫn chưa bị hư. Các bạn thấy là cái như cái ruột của nó trắng tinh luôn, giống như một cái loại trái bí mà chúng ta vừa hái cách trong vòng khoảng vài ngày, có khi trong vòng tối đa là 1 tuần. Để các bạn hãy xem tôi sẽ tiếp những phần còn lại của trái bí xanh này luôn. Nó rất là trắng, nó rất là mướt, nhìn là chúng ta không biết là trái bí này nó đã từng hái hơn 2 tháng và thấy hết sức là lạ. Đây, tiếp theo các bạn thấy nó là hoàn toàn giống như trái bí vừa mới hái. Thì theo lẽ tự nhiên thì một cái cây mà chúng ta hái về khoảng chừng trong vòng 1 tuần hoặc là 10 ngày tối đa, nếu mà chúng ta để trong điều kiện bình thường thì nó sẽ từ từ bị héo dần đi. Nếu một cái cây mà không ngâm thuốc, không ngâm chất bảo quản thì chắc chắn nó vậy. Thì nhìn trái bí xanh này tôi đoán nó chắc chắn là nó bị ngâm cái hóa chất gọi là cái chất bảo quản. Cái loại hóa chất này ngày nay rất phổ biến, đặc biệt các bạn thấy từ Trung Quốc. Thì hiện tại thì tôi không biết cái nguồn gốc xuất xứ này nó ra sao, tại vì một người thân mua cái trái bí này ngoài chợ. Thì các bạn biết là hiện tại cái thuốc tăng trưởng chất bảo quản trong rau quả rất là nguy hiểm, nó lan lỗi không những ở những cái chợ lớn mà nó về tới miền quê luôn. Và tiếp theo các bạn hãy xem tôi xẻ cái trái bí rợ này. Các bạn thấy cái màu sắc bên trong cực kỳ đẹp, giống như loại mà trái bí mà chúng ta mới vừa hái. Thì các bạn biết bí rợ thì thường thường đa số thì nó có cái thời gian bảo quản lâu hơn cái loại bí khác. Nó lâu hơn bí đao hay là những cái loại rau củ quả khác. Tuy nhiên thì
với một loại trái cây bình thường, theo kinh nghiệm của tôi thì nó chỉ chúng ta chỉ sử dụng trong vòng khoảng chừng tối đa là khoảng chừng một tháng để mới rỡ, không tới luôn. Tại vì này cái vỏ nó dày thì nó ít bị, nó lâu bị héo hơn, thì tôi nghĩ chừng 3 tuần thì lúc đó nó cũng phải bị hư. Nhưng mà nếu mà các bạn để một cái trái bí rợ mà 2-3 tháng chơi, bạn thấy ruột vẫn còn trông rất là mướt, hạt không có dấu hiệu bị hư, thì theo kinh nghiệm của tôi thì chắc chắn cái trái bí này đã bị người bạn ngâm thuốc, hoặc là đôi khi nó cái từ cái xuất xứ của ở đâu bên Trung Quốc hay đâu đó người ta đã ngâm thuốc rồi để người ta vận chuyển Việt Nam để nó được bảo quản lâu dài. Cũng như cách nay khoảng chừng hơn một năm, tôi đã tình cờ đọc là một cái tin tức từ báo là có một cái trái dưa hấu, một quả dưa hấu mà người ta trưng trên bàn thờ trong dịp Tết, thì sau đó khoảng 2-3 tháng người ta quên đem xuống thì vẫn không hư, vẫn như một trái dưa hấu xanh hết, mới vừa hái ở ngoài ruộng cách chừng vài ngày. Thì các bạn biết nó chắc chắn là nó nhiễm thuốc tăng trưởng. Thì sẵn dịp này thì tôi cũng khuyên các bạn người nội trợ, những người mà đi hay đi chợ, thì chúng ta nếu mà ở chợ quê thì các bạn nên lựa những cái quầy trái cây, những cái sạp trái cây mà chúng ta quen biết để chúng ta mua. Hay là các bạn lựa những cái sạp trái cây, rau củ quả mà ở đó người vườn ta tự trồng ở nhà, rồi sau ta đem ra ta bán thì dù sao nó cũng đỡ hơn. Còn tốt hơn hết thì chúng ta nếu có đất thì các bạn nên chịu khó trồng rau củ quả để ăn. Tại vì ngày nay thì đôi khi những cái rau củ quả ngoài thị trường trôi nổi thì nó rất là nguy hiểm, đôi khi không kiểm soát được thì nó là nguyên nhân của cội nguồn của rất nhiều bệnh tật như ung thư, tim mạch và huyết áp. Còn nếu các bạn không có đất rộng để trồng thì tốt nhất các bạn nên ra những cái siêu thị, những cái cửa hàng bán rau củ quả mà có cái thương hiệu tốt thì các bạn nên mua. Và lời khuyên của tôi trước khi kết thúc cái clip này thì các bạn, cái mẹo mà để chúng ta có thể sử dụng rau củ quả an toàn thì khi mua ngoài chợ về chúng ta nên để nó khoảng chừng 50 ngày, sau đó chúng ta ăn để xem nó có bị hư hay không. Còn trong trường hợp mà các bạn thấy như trường hợp này mà các bạn nghi ngờ chất lượng thì các bạn cũng nên bỏ nó đi và không nên ăn vì nó có thể nguy hiểm đến sức khỏe các bạn.